Vâng, xin kính chào các quý vị. Hôm nay tại phòng test lắp của Thiên Hà Audio chúng tôi thì chúng tôi sẽ khui thùng một cặp loa Buxell, và đây là một trong 10 cặp loa hay nhất trên toàn thế giới và đang có mặt tại Thiên Hà, đó chính là dòng Confident 20 đến từ Din Audio, một hãng loa rất nổi tiếng của Đan Mạch. Với những cái dòng loa Din này thì nhiều người chơi thì cũng đã có một cái sự cảm nhận rất là tuyệt vời với những cái dòng như là C1 Signature hay là dòng Platinum C1, và đều cho cái sự cảm xúc đối với người chơi âm thanh. Nhưng hôm nay thì sau 2018 đến nay thì từ High-End Munich, giới audio thì luôn săn tìm cái dòng Confident C20 này, và hôm nay đã có mặt tại Thiên Hà và chúng tôi sẽ bóc cặp loa này. Và cặp loa này có một cái màu rất đặc biệt mà từ xưa nay tôi chưa nhìn thấy bao giờ, mà tôi chỉ nghe thấy nói đó là màu Midnight. Đó. Và theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì cặp loa này sẽ phải bóc từ trên nắp bóc xuống, nên tôi đã mở hết cả các hệ thống vít này ra ngoài. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin được khui thùng cặp này. Vâng, vẫn còn sót một con ốc ở đây. Bây giờ thì tôi sẽ lại phải mở nốt con này. Với một cặp loa Buxell như thế này thì các bạn thử tưởng tượng lên 97 cân cho cả hệ thống, cả chân liền loa, và trong một cái khối thể tích như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và với cái sự đóng gói rất là cẩn thận của hãng thì các bạn đã nhìn thấy đây, đây là cái phần trên này, chắc là phần về cái ống của cái chân kê, còn đây là hệ thống các phụ kiện và đây là ê căng. Bây giờ thì tôi sẽ xin phép được khui từ từ. Đây là bộ phụ kiện. Khi các bạn đem phụ kiện này, các bạn xét ra ngoài thì cũng phải chuyển sang phía ngoài, vì nếu không thì nếu không may mình vô tình mình rơi vào trong loa này thì rất là nguy hiểm. Và đây chính là bộ phụ kiện chân kê. À, nó có livo đặt, găng tay này và các hệ thống của chân côn. Rất tuyệt vời và cầu kỳ. Tôi xếp riêng ra đây, sau đó thì tôi sẽ bắt đầu mới vào việc. Khi bóc những thùng loa mới là bao giờ nó cũng có mùi, một cái mùi đặc trưng, nó tương đối là nó hơi chua chua một chút đó, nhưng mà nó lại có một cái tạo được một cái sự cảm xúc rất là vui, là khi mình là người đầu tiên được bóc cặp loa này. Đây là quyển catalog ạ. Còn đây là e-căng. Thôi, cái này thì lúc nữa tôi sẽ nhờ nhân viên bóc sau. Còn bây giờ thì tôi đang muốn nóng lòng xem cái màu Midnight này nó là cái màu như thế nào. Và đây là một quyển quy trình hướng dẫn đóng gói các vị trí nằm của các cái module trong thùng loa này. Rồi. Đây, bây giờ cái này mới là điều hứng thú ngày hôm nay đối với tôi này. Vì đây là một trong những 10 cặp loa hay nhất trên thế giới, nên lại càng thôi thúc tôi là phải xem cái màu này và cái chất lượng âm thanh của cặp này như thế nào. Ồ, cái màu này thì nó giống như là một cái màu xanh tím, nhưng mà các bạn nhìn qua các bạn cảm tưởng như đây là một cái sa kim.
thì nó có cái ánh kim tuyến nó hất ngược lên, trông cái ánh kim nó hất ngược lên trông rất là hấp dẫn, quá đẹp luôn. Hôm nay là lần đầu tiên tôi mới được chiêm ngưỡng một cái màu như này. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật và chúng tôi sẽ có một thời gian để lắp chân loa cũng như là đưa bộ đôi sản phẩm này lên trên giá và chúng ta sẽ có một buổi test nhạc. Và các bạn hãy đợi tôi một chút nữa đã. Vâng, với sự quá đặc biệt của cặp loa này nên tôi cũng định dừng YouTube lại từ lúc trước, nhưng mà sau đó tôi lại thấy để cho các bạn thấy cái sự đặc biệt cặp loa này. Các bạn nhìn xong tất cả các khối này, cặp loa này, cặp đế chân này, cặp thân chân này và các phụ kiện kia đều được xếp gọn ở trong một cái thùng gỗ như thế này. Và đây các bạn nhìn xem, với một chân bằng kim loại tổng hợp. Và đây là phần thân chân, và phần này thì sẽ được bắt lên trên dưới bụng loa. Và đây là chính là cái một cái cũng là một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong cặp loa này, đó là cái tán âm của cái dải trầm nó sẽ sâu hơn. Và khi mình bắt loa xuống, mình để những chân như này xuống và đó, sau đó dây nó sẽ luồn đây và chạy xuống dưới này để ra phía cắm ngoài, tức là qua hệ thống dây mình cắm ở đây để người ta thu gọn là tất cả cái dây này. Vì cặp này là cặp Riffiden của hãng rồi, cặp này là cặp tham chiếu, đâm nó trong là bookshelf thì nó có một giá trị rất là về đẹp, về hình thức, về mặt tinh thần. Còn đây là phần đế loa. Đó, khi các bạn nhìn ra nhìn cái đế loa như này. Đây, hôm nay thì các bạn được chiêm ngưỡng thực tế kiệt tác đến từ Dean Audio. Và cái đế này thì làm rất là chắc chắn. Không biết cặp loa chỉ là một cặp loa Bucel có cần phải cầu kỳ quá thế này không, nhưng mà tôi nghĩ đây chính là một cái nói lên một cái thương hiệu của dòng Dean Audio đến từ Đan Mạch. Và đây là những con vít và ốc. Còn khi quay lại cặp loa này thì các bạn mới thấy cái sự tuyệt đẹp của cặp loa này khi chúng tôi đang để nằm như này. Và các bạn nhìn thấy cái phần dưới đáy loa. Đấy, hôm nay thì đây là một chương trình đặc biệt nên tôi cũng muốn là nhân viên kỹ thuật quay vào những cái cảnh rất đặc biệt, vì đến ngay cả chúng tôi là nhân viên kỹ thuật thì cũng ít có điều kiện hoặc để ý sâu hơn cái này. Nhưng hôm nay thì khi để đây tôi mới để ý sâu hơn. Thì cặp loa này nó sẽ chia ra làm các module bên trong loa. Tức là khi mình quay sâu vào trong bụng loa qua lỗ thoát hơi này thì mình thấy nó sẽ tách rời các module. Tức là trong này nó sẽ dùng bằng các cái công nghệ như là ma trận để tách rời hẳn của loa chép và loa trung trầm ra để tạo ra hai module. Thì sau đó tôi sẽ cùng nhân viên kỹ thuật setup lên và chúng ta sẽ có một buổi trải nghiệm cùng với một chiếc âm ly nào để chinh phục cặp loa Confident 20 này. Các bạn đợi.